Mới đây, Lincoln có 9 phiên bản máy xăng đã được giới thiệu ở thị trường Việt Nam với giá 2,199 tỷ đồng. Ở thị trường Trung Quốc, Lincoln có 9 EMP có tất cả 4 phiên bản. Thiết kế tổng thể của Lincoln có 9 EMP vẫn tương tự biến thể máy xăng. SUV này sử dụng bộ đèn pha chia đôi cổ điển, dải đèn LED chạy ban ngày phía trên và bộ đèn chiếu xa phía dưới. Lưới tản nhiệt quay trở lại phong cách viền chrome truyền thống và cũng được sơn đen. Đồng thời, hốc hút gió hai bên được thay đổi thành trang trí hình chữ Y. Đồng thời, 9 EMP có thêm màu xanh rừng thông mới. Thay đổi đáng chú ý nhất bên hông xe là việc bổ sung thêm chi tiết chrome ở khu vực trang trí cửa trước. Các đường nét xếp lớp giúp tổng thể của xe trông dày dặn hơn, mâm xe cỡ lớn với các nan dày khá bắt mắt. Kích thước của Lincoln có 9 EMP 2024 lần lượt là 5042, 1977, 1780mm, chiều dài cơ sở 2984mm, trọng lượng không tải của cả 4 phiên bản đều ở mức 2470kg, khoảng sáng gầm 190mm, dung tích bình xăng 70 lít. Phần đuôi xe không có nhiều thay đổi. Đèn hậu của có hình dáng dài và hẹp, các mô đun đèn LED bố trí theo chiều dọc và chiều ngang bên trong rất dễ nhận biết. Lincoln có 9 EMP còn bố trí ống xạ ẩn và bổ sung thêm bộ khuếch tán màu đen. Nội thất có hai tùy chọn màu sắc. Màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch được thay đổi sang thiết kế nổi, độ phân giải cao 25K. Giao diện đã được tối ưu lại và trang bị hệ thống Link OSN. Phía dưới màn hình có nút điều hòa vật lý và có cửa gió điều hòa mới. Một màn hình hiển thị được bổ sung trên tấm che nắng hành khách, có thể phát các nội dung giải trí phim ảnh, truyền hình. Lincoln có 9 EMP có cả biến thể 6 chỗ và 7 chỗ. Hàng ghế thứ hai có sưởi, thông gió, mát xa, có thể ngả phẳng hoàn toàn bằng nút bấm. Hàng ghế thứ ba còn hỗ trợ chỉnh điện. Trên xe có nguồn điện 220V giúp sử dụng được máy sấy tóc. Về khả năng vận hành, Lincoln có 9 EMP được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ drive E4 xi lanh tăng, áp dung tích 2 lít kết hợp cùng 3 động cơ điện, với công suất tổng hợp 555 mã lực và mô men xoắn tổng hợp 844 Nm. Hộp số hybrid 3 cấp đặc biệt. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 239 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của Lincoln có 9 EMP ở đường hỗn hợp là 1 lít trên 100 km. Hai phiên bản 7 chỗ có phạm vi hoạt động thuần điện 160 km trên lần sạc đầy. Phạm vi hoạt động khi kết hợp cả động cơ điện và bình xăng đầy là 1.100 km. Con số đó của hai phiên bản 6 chỗ lần lượt là 190 và 1.430 km. Mẫu xe plug-in hybrid này hỗ trợ sạc nhanh giúp nó sạc từ 20 đến 80% trong 28 phút. Điều đáng nói là Lincoln có 9 EMP cũng sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng phây du do Lincoln Co. và Conghui phát triển với nhiều chế độ điều chỉnh độ cao thân xe. Hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước bằng nhôm và đa liên kết phía sau. Đồng thời, nó còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh điện và 7 chế độ lái.